tới với nhà thờ Emel, nơi chúng ta sẽ được diện kiến nữ tu Huntet. Mọi người sẵn sàng gặp với nữ tu Huntet chưa? Huntet ơi! Wow. Hello! Tự nhiên giờ nhỏ nhẹ dữ vậy? Tự nhiên giờ nhỏ nhẹ dữ vậy? Huntet, đầu tiên hãy nêu cảm nghĩ của chị hôm nay như thế nào này? Khi lần đầu đối với Smith? Cậu không biết được gì hơn. Để đỡ luôn. Okay. Cầm ly rượu lên. Yeah. Yeah. Đấy. Bây giờ chào mọi người. Hello mọi người. Ok, hello mọi người. Mình là Hương Tát đây. Chào mừng đến stream của Mika. Bạn cute. Ok. Mình là một con nghiện tentacle, một tác trong hắc. Và mình từng nghĩ đến việc bị đờ bởi một con bạch tuộc. Thưa nữ tung, thưa chị. Em xin thú tội là em cũng giống bạn này. Oh my god, bro. Oh, hell no, man, what the fuck. Cảm ơn nha, cảm ơn bạn Nguyên đã thú tội nha. Thì cái này gọi là gì? Fetish đúng không? Thì fetish của mọi người nó thì có thể là khác nhau, nhưng mà mọi thứ đều là đi chung từ mục đích là thỏa mãn cho bản thân. Dù cho là cái cảm giác đó thì nó có thể là thỏa mãn từ thể xác cho đến tinh thần. Dù gì đi nữa thì bạn hãy nhớ một điều là trước hết là phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Cái gì hơi sai á? Nghĩa là sai. Tôi thử thanh tẩy luôn cả. Thử thanh tẩy nè. Tôi cần nước thanh tẩy. Edwin. Chị ta không đưa lời khuyên, chị ta đưa cách cho em ta. Nước tư lẽ lẽ. Ê, càng phải làm ý. Ông đeo tai nghe là kệ ông. Đúng rồi. Ara. Hey, chị nghe rõ đúng không?